Bản tin thời sự trong nước, bản tin mới nhất trong ngày có những mẫu xe đẹp giảm giá kịch sàn đến với tay người sử dụng. Xin mời quý vị xem tiếp chương trình. Hello bà con, em Trường Anh Ô Tô xin gửi lời chào đến toàn thể tất cả cô chú anh chị nha. Báo giá về những mẫu xe còn lại bên chi nhánh hai bên Trường Anh Ô Tô nè. Lumira này, một người em trai đã chốt cọc rồi. Em bán có 65 triệu cho em trai ở Đà Lạt á. Em trai cũng đã full đủ tiền cho Trường Anh rồi. 47E10542 nè. Đây là em Lumira, Lumira 2S. Xe này bên Trường Anh dọn dẹp đẹp hết rồi, máy móc bên em cũng làm rồi nha. Đó, xe này gãy 20 mấy cái răng, vui không? Ok lắm, vui bán mà. Có lúc này lúc kia cho nên không bao giờ buồn nha. Bên Trường Anh còn hơi một mẫu Vios, em này sản xuất năm 2017, bản E mẫu xe gia đình nha, 49E18984 này của chúng chị, trắng ngọc trinh, màu trắng đời 27 nha. Dòng này trang bị là ABS đầy đủ tính năng, là xe không lỗi lầm. Số sàn nha cô chú anh chị, chủ nhà cũng đã lên gọi là full người chơi rồi. Xe này vừa đăng kiểm tháng 2 năm 2023 luôn, con này đăng kiểm 5,5 đó, đời 27, xe đẹp không, xe chất chất lắm, nói chung là không có lỗi lầm gì đâu. Xe này máy có 0.5 mình nồi đồng của đá rồi, thì cô chú anh chị biết hãng Toyota rồi, người ta thiết kế đồ bền lắm, riêng đồ bền, riêng máy móc là bền cực kỳ. Và được cái con này nữa là tiết kiệm nhiên liệu cho bà con của bác 100% luôn. Hai chìa khóa rin nguyên bản, xe một chủ từ đầu nha. Trang bị màn hình Android, củ số mới tinh, củ số nguyên bản, nguyên rin hết từ anh này á. Dòng này sẽ trang bị là hai túi khí bên phụ bên tài nè. Không có dịch vụ nha cô chú anh chị nha, xe một chủ từ đầu 49 luôn. Đợt trước thì anh đăng 350, hôm nay em xả xuống còn 325. Bán xả lỗ cho cô chú anh chị. Đó, xe đẹp rồi, bên cho các em cũng đã dọn xe rất là chi tiết và rất là kỹ lưỡng rồi. Dòng này trang bị là 4 thắng đĩa nha, 4 vỏ mới 80%. Có mẫu Toyota Vios, nồi đồng của đá nha cô chú anh chị, đời 27, form mới bạn nghe nha. Đẹp không? Xe đẹp lắm, chất nồi. Bên đây Trường Anh còn một mẫu mắc nết nè. Mắc nết em này ngày xưa cạnh tranh với Camry đó. Camry của hãng Toyota đó, mắc nết nha cô chú anh chị. Mắc nết là một dòng xe thương hiệu của Hàn Quốc. Máy con này có 2 chấm, dòng này nó có 2 phiên bản, máy 2.5 và 2 chấm. Thì Trường Anh chia sẻ nha, cô chú anh chị đừng có mua máy 2.5. Mua 2.5 về cô chú anh chị đổ nợ luôn đó. Hai cụm đèn phía sau là riêng nguyên bản nè. Xe ngay 49 đi, ngay chủ ý quyền luôn, 3-3-2-4-2-2 nha, xe đẹp nè. Mạc tem của em nó còn nguyên bản, nguyên green, không có dấu hiệu là mất mét nha. Dòng này thì cũng đã trang bị là ABS đầy đủ các tính năng rồi, 5 bấm đúc, 4 vỏ mới 80%. Dòng này trang bị thêm là cụm ABS chống bó cứng phanh, đầy đủ các tính năng rồi. Đăng kiểm tháng 9 năm 2021. Màn hình Android, camera hành trình HD đầy đủ tính năng rồi. Nói chung là xe này lên kính đồ chơi rồi. Đó, bà con có bác lấy về, bà con có bác việc chạy thôi. Bên Trần Anh em này bên em bán 145 nè, 145 triệu xe này nè. Dán toàn bộ phim cách nhiệt nha cô chú anh chị, mua bớt xả luôn, xả xuống luôn cho bà con có bác luôn. Bán nhanh mùa Covid. Đây cô chú anh chị, nội thất tapi đẹp không? Dòng này trang bị là mở cúp điện đầy đủ các tính năng rồi. Được cái chủ xe đi rất là dự kỹ. Ghế da nè, đời 2004. Nè vô lăng nè cô chú anh chị, nhìn cái vô lăng như thế này thì cô chú anh chị tự cảm nhận xe có đẹp hay không. Nè màn hình nè. Đồng hồ màn hình gương lồi đàng hoàng nha. Trang bị màn hình Android, camera hành trình HD. Nè xe nè. Xe này 5 cốc số thôi nha cô chú anh chị, full nồi chơi hết toàn bộ lên xe rồi. Nỉ non rin hết trần nè, mới tinh luôn, mạc tem nguyên bản, ngay chủ ý quyền. Dòng này có gương chỉnh điện đầy đủ các kiểu rồi, xe đẹp nha. Máy 2.0 thì đi thì phải gọi là cực kỳ là lành lặn nha cô chú anh chị. Đồ đạc của em nói thì dễ thay dễ sửa lắm. Ghế nè cô chú anh chị coi, ghế da nè, nguyên bản theo xe nè, không có dấu hiệu rách rưới trên chiếc xe luôn. Khay học tì tay thì thiết kế khá là thông minh, nhái của Toyota nè, anh chị coi đẹp không? Đó, khay học tì tay nè, quá đẹp với mẫu luôn. 130 triệu, cực kỳ là đẹp. Lóc khóa cho em an toàn đầy đủ hết, chốt cửa mới tinh đó. Dòng này trang bị ABS nha, cục máy rin lắm nha bà con nha, cục máy cực kỳ là rin luôn. Anh chị thấy mẫu mắc nớt đẹp không? Bên Trần Anh mua bán, bên Trần Anh lựa cho anh kén xe lắm. Em mua là phải lựa mấy cái xe đẹp rồi em mới mua, còn nhầu nhầu là em không mua đâu.
mua về tốn tiền dọn rồi bán cho cô chú anh chị về sau này cô chú anh chị chạy trục chặt mệt lắm, mất uy tín. Chuẩn chưa? Màu đen nha, màu đen mạnh mẽ cực kỳ luôn. Mặt cái lăng trước của em nó hơi bị gấu. Bên đây Trường Anh còn hai bộ mẫu do ly nè. Em này do ly sản xuất năm 2005 rồi cô chú chị ạ. Đời 2005. Xe này thì hôm qua Trường Anh đã đăng clip rồi. Bận xe nó vàng két. Con này đâu đó 2.0. Thì mức độ tiêu hao nhiên liệu của em nó 10-11 lít trên 100 km thôi. Xe này đợt trước Trường Anh đi lấy về, xe cũng là lên full kính rồi chơi rồi. Kết hợp là bề két chân nè, 5 ông đúc rồi, 2 qua vỏ trước mới 100% luôn nha. Vàng két nha, đăng kiểm tháng 11 năm 2021. Đây cô chú anh chị, mở cửa ra nhìn nội thất sáng tài không? Cực kỳ là sáng tài. Là phần tắp lô, tắp bi liền lẹ không? Trang bị màn hình Android nè, camera dê nè, nhạc nhóm đầy đủ các tính năng trên chiếc xe rồi. Ở mẫu này thì bà con lấy về bà con chạy thôi. Con này thì Trường Anh đang 145 triệu đó. Cô chú anh chị mua bên Trường Anh bớt cho 10 triệu. Và nếu mà cô chú anh chị thích thì Trường Anh lại bao rút hồ sơ nữa cho nha. Thiện chí mua thì bớt cho một xíu lọc nữa. Vậy là quá ok rồi. Chắc không? Keo chỉ là rim hết nè. Đây cô chú anh chị nè. Trong này trang bị là hai dàn lạc. Hai qua vỏ sau còn được ở tầm 50%. Hai vỏ trước mới 100%. Dòng này bánh treo. Đèn đứng rồi đi rồi tem rin là vàng két là đẹp không? Dọn hết rồi đó, 48E05900 nha. Bánh treo bạn đủ nha cô chú anh chị. Ok chưa? Đó, nước sơn đẹp lắm. Nhìn chất xe cực kỳ là cứng kép. Đây nè, phần tắp bi nè, tay nắm này dán carbon hết toàn bộ nè, những cái băng gai phần tắp bi nè, không một dấu hiệu là phimer, keo chỉ là rin hết, báo cửa mọi thứ tính năng đang hoạt động. Ghế ở trong sạch sẽ chưa? Mẫu xe 8 chỗ thôi. Đây bà con nè, quá sạch sẽ luôn, bên em dọn tới nóc rồi. Giờ đây bà con mua về bà con chỉ việc đổ xăng mà bà con chạy thôi, ngoài ra không phải làm thêm bất cứ một khoản gì trên chiếc xe do ly bên em nữa nha. Cô chú anh chị nào mua bên em fit mạnh chưa? Fit hơn 5 triệu nữa cho nó gấu. Còn 103 205, xe đẹp. Vô lăng nè, vô lăng 4 chấu nè, trang bị là cả miếng dê xung quanh nè, màn hình Android, củ số rin hết, rin nguyên nha. Đó là con đam mê về mẫu này, alo cho em. Xe đẹp chưa? Bên đây em còn mẫu Z5, số tự động nè. Con này máy 2 chấm số tự động nha. Em này đời 2015 phong cũ. Con này bên Trường Anh bán giá 590 triệu. Đó, CX5. Đẹp chưa? Đẹp như nhau nha. Các bà con, phần tắp bi cửa nè, sạch sẽ. Đời 2015 mẫu xe lướt. Vô lăng tích hợp, trang bị ABS. Con này được cái là trang bị là hai cầu điện tử. Đó, Trường Anh nói hai cầu điện tử, cô chú anh chị rành xe tự hiểu nha. Anh chị chạy đường trơn trượt hoặc anh chị chạy đồi núi, dốc thì em nó tự cài cầu cho bà con cô bác luôn. Họ phải cài, người ta gọi là hai cầu điện tử đó cô chú chị, hai cục cầu nhỏ xíu rồi nè, các bạn cái nhúm gì nó nằm ở dưới gầm á, đầy đủ tính năng rồi. Mẫu xe 5 chỗ thôi, số tự động nha. Dòng này trang bị cửa sổ sunroof đầy đủ các tính năng, 4 qua vỏ mới 80% luôn. Áo biểu tượng của CX5 4QD là hai cầu điện, 51F18545, xe này một chủ từ đầu luôn, gốc Sài Gòn nha, báo luôn nha. Áo thẳng báo chuẩn. Ok chưa? Bụng mẫu Ford kép này thì đã bán cho một người anh trai rồi. Đây là mẫu Ford kép này Trường Anh bán cho người anh trai rồi. Anh trai chốt cọc cả 100 triệu cho Trường Anh luôn á. Chờ anh mãi, đợi anh hoài mà sao không thấy anh trả lời. Đó, Ford kép là 204. Crew này bán luôn rồi nè. Crew máy 1.6. Chốt cho người anh cũng cả 100 triệu rồi chứ ít đâu. Xe này cũng đã lên kính rồi chơi rồi. Máy 1.6 con dáng của Mỹ, Chevrolet Crew nha. Dòng này đi thì rất là ok rồi. Sedan hay đầu, nhỏ gọn thời thường. Bản LS nha.
Hỏi Trần Anh báo giá còn lại mấy mẫu xe bên em thôi. Bà con có bác đam mê mẫu nào thì alo cho Trần Anh ô tô nhé. Một lần nữa Trần Anh xin kết thúc channel tại đây này. Em see you and goodbye.